do tại sao Minh lại làm kênh YouTube là nói về cuộc sống Mỹ, là có thật sự là Minh hiểu về cuộc sống Mỹ nhiều đến như vậy hay không, hay là vì lý do nào đó thì Minh sẽ nói trong cái video này. Thì mời mọi người theo dõi video nha. Hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Thì trong cái video, những video trước thì Minh hay có nói về cái cuộc sống bên Mỹ nó như thế nào, mình đi làm ra sao, rồi giấy tờ mình đi làm cho con và thủ tục mình kết hôn với chồng mình như thế nào. Thì vào những video đó thì có một số người họ vào, họ đồng tình và họ cảm ơn Minh vì những cái thông tin mà Minh trải qua và Minh chia sẻ với tất cả mọi người. Và có những người họ lại vô, họ comment, họ nói là mình biết cái gì về cuộc sống Mỹ mà lại lên đây nói về cái cuộc sống Mỹ như vậy, là có quá phiến diện hay không, có quá xạo hay không. Là Minh lên Minh xạo, Minh nói chuyện Minh câu like thôi chứ làm gì mà hiểu về nước Mỹ mà nói. Thì sẵn đây thì Minh cũng nói luôn là lý do tại sao Minh lại làm kênh YouTube là để tên là nói về cuộc sống Mỹ. Thì nó chỉ đơn giản một điều là Minh là một con người Việt Nam, mình đang sống trên một cái đất nước Mỹ, thì mình ghi là cuộc sống trên đất nước Mỹ. Chứ bây giờ các bạn muốn cái, những cái anh đó muốn mình ghi như thế nào bây giờ? Bây giờ mình sống trên đất Mỹ thì mình sẽ ghi trên đất nước Mỹ, còn nếu như mình sống ở Việt Nam mình sẽ ghi là cuộc sống cô gái ở thành phố, hay là cuộc sống cô gái ở Sóc Trăng, hay miền Tây, hay đồng bằng sông Cửu Long, mình sẽ ghi như vậy. Nhưng mà còn cái này, bây giờ mình đang sống trên đất nước Mỹ thì mình nói về cái cuộc sống của mình hiện tại đang sống ở đây, và họ hiểu được là cái cô gái này họ đang sống ở cái khu vực đó, và những cái công việc hàng ngày của em, thì em làm vlog thì em sẽ làm về những cái công việc hàng ngày, ví dụ như sinh hoạt, ăn uống, đi chợ ở nước Mỹ như thế nào. Còn nếu như em là em ở dưới quê, dưới ruộng nữa mà đi cắt lúa, trồng rau rồi đó, thì em sẽ làm cái cuộc sống vlog, vừa gọi là cuộc sống thôn quê. Thì em sẽ đi ruộng, rồi bắt ốc, mò cua, rồi bắt cá, làm mắm, làm tép. Thì em làm gì những cái điều đó, làm gì những chủ đề đó. Còn bây giờ hiện tại giờ em đang sống ở nước Mỹ, mà bây giờ mọi người muốn em đi bắt cua, bắt cá thì chắc cũng không có. Tại vì ở bên nước Mỹ nó làm gì có được ruộng lúa, mà làm gì mà có cơ hội mà có thể mà bắt cá mà đi làm mắm giống như ở bên Việt Nam. Và cái khung cảnh nó cũng sẽ không giống nữa. Thì làm sao em có thể làm vlog như vậy? Thì em sống nước Mỹ thì em chỉ làm về cuộc sống Mỹ. Và có những người họ nói là em không hiểu gì nước Mỹ thì em nói gì về nước Mỹ bây giờ? Bây giờ chỉ là đơn giản thôi, thì em nói về những cái điều em đang trải qua và những điều em biết thôi. Ví dụ như em đi chợ, em thấy cái con cá đó nó ngon, mà ở bên Việt Nam của mình đó thì nó có nhưng mà nó nhỏ, nó không có to. Thì em giới thiệu mọi người, ơi mấy chị ơi, ở bên Việt Nam mình á, họ nhập khẩu qua đây nè các bạn. Rồi có những cái con cua king crab rồi đó, thì lúc ở bên Việt Nam là nó giá là triệu mấy, 2 triệu gì đó, mà bên đây nó giá nhiêu nhiêu gì đó. Thì mình nói về cái cuộc sống ở bên đây thì cho tất cả những người nào đó mà họ chưa có cơ hội đi đến Mỹ họ biết. Và có những người họ theo kiểu là họ sống ở một, cũng có những chị em họ ở tiểu bang khác họ xem video của mình nữa, chứ không chỉ là những người ở Việt Nam họ xem video đâu. Có những chị họ ở Oklahoma nè, ở Canada nè, rồi Singapore, những tất cả những các nước đó họ cũng xem nữa. Họ xem để coi những cái cách ăn uống của người Việt của mình ở từng tiểu bang như thế nào, và khi mà mình đi chợ nó khó khăn ra sao. Tại vì bên Việt Nam mình á, mình có thể đi chợ, đến một cái khu chợ đó các bạn có thể mua được tất cả các món mà các bạn cần. Nhưng mà khi ở ở bên Mỹ này á hả, có nhiều tiểu bang có bạn có thể đi đến cái chợ đó các bạn mua có, nhưng mà đôi khi hả, có những tiểu bang các bạn có thể đi 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ các bạn mới đi đến được cái chợ Việt Nam. Cho nên đôi khi là ở trên nước Mỹ này nói về cuộc sống Mỹ thì không cần phải là quá cao sang, không cần phải là quá quá gọi là đại loại là cao siêu, mà phải là nói chuyện là trên trời, rồi lặn xuống biển, không cần phải như vậy. Chỉ cần những cái công việc đơn giản ở nhà mà mình làm thôi là mình chia sẻ lên đây được rồi. Các chị cũng đã yêu thương và các chị đã xem rồi. Bây giờ mình nói, nếu như là giờ mình không biết gì về cuộc sống Mỹ thì mình làm gì về cuộc sống Mỹ? Bây giờ mình nói thẳng ra thì ít nhất thì mình cũng biết được nhiều hơn, những khi biết được nhiều hơn so với những người chưa đi đến Mỹ, đúng không mọi người?
Thì ví dụ như bây giờ cái người mà họ chưa từng bước chân đến Mỹ thì mình vẫn là hơn họ rồi, và mình nói được những cái, mình thấy được những cái điều gì đó và mình phân biệt được là cái điều đó, ừ cái này nó hay nè, mình đem lên YouTube cái kênh vlog của mình đăng lên, nếu quý chị em nào thấy vô tình xem được thì nó ồ cái này ở bên Mỹ nó mình mới đầu mình tưởng bên Mỹ nó không có mắm ha, mà ai dè bên Mỹ cũng có mắm, cũng có bán mắm mà mắm ở bển giá làm sao ha. Ví dụ như bên Việt Nam mắm tôi mua bên Việt Nam 1 kg có 30-40 ngàn 1 kg mắm cá sặc, qua đây mình mua có 200 gram 300 gram mà hũ 5 đồng 6 đồng đó, thì bắt đầu cái mọi người mới nói ồ vậy hả, trời ơi vậy là giá mà đó vậy như vậy đó, thì chỉ là đơn giản như vậy thôi. Và các chị bắt đầu các chị cũng đã theo kiểu là có những người họ yêu thương và họ muốn biết là cái cuộc sống ở bên Mỹ là của những cái người Việt của mình sống ở nước Mỹ như thế nào, thì họ sẽ xem những video đó, và mình là một trong những người làm vlog như vậy thì mình làm vào những cái việc đơn giản thôi. Ví dụ như bây giờ mình đi chợ mình kiếm mua mua đồ nắm mua nấu một nồi bún mắm mà mình phải đi chạy 2-3 cái chợ, mà chợ này mình mua được cái món này xong chợ kia mình mua được cái món kia, thì mình chia sẻ những cái điều đó lên đây cho mọi người biết là cái cuộc sống bên Mỹ này nó đôi khi nó đi chợ nó cũng khó khăn đối với cái người Việt của mình nữa, thì họ biết được như vậy như vậy là ví dụ như họ nói ô chà này ngộ ha, đi chợ không cũng khó khăn dữ ha đó. Thì đối với cái người Việt Nam họ chưa có từng qua Mỹ, mà có những người họ nói là bên Mỹ có gì hay đâu mà khoe, mình nói không phải là khoe mà đó là cái cuộc sống hiện tại của mình, là mình làm vlog thì mình nói về cuộc sống hiện tại thôi, chứ bây giờ mình đang dưới mặt đất mà mình nói chuyện trên cung trăng thì ai mà tin, đúng không các bạn? Ví dụ như bây giờ nếu như các bạn ở vùng quê các bạn có những cái kênh YouTube các anh làm về cái chuyện mà đi săn bắt cá rồi đó, nó rất là đơn giản nhưng mà rất là nhiều người xem, mà tại sao họ lại thích xem gì, đâu phải là cứ phải là nói về cuộc sống sống Mỹ là phải biết về cuộc sống Mỹ thì mới nói được, thì mình cứ nói về những cái điều mà hiện tại mình đang sống đang trải qua và những cái việc gì mà mình đã trải qua rồi mình hiểu, mà mình có được những cái bài học xương máu mình làm YouTube và mình chia sẻ những cái điều đó. Ví dụ như những người họ đi sau họ quan tâm đến những điều đó, ví dụ như mình trước khi mình qua đây mình cũng hay lên YouTube mình search là cách phỏng vấn đi đi theo viện vợ chồng như thế nào, hoặc là cách làm thủ tục đi nước ngoài ra sao, thì mình cũng search những cái điều đó mình coi. Thì bây giờ là mình là người đã đi qua đây rồi, mình làm vlog rồi, bắt đầu mình sẽ chia sẻ những cái điều đó lên đây. Và vô tình những người nào đó họ đang quan tâm về những cái lĩnh vực đó thì họ sẽ xem được những video đó và những cái kinh nghiệm mà mình trải qua đó. Các bạn biết đi qua Mỹ này có nhiều người họ rất là dễ dàng, nhưng mà đôi khi có nhiều người họ bị làm khó thủ tục rất là nhiều. Và trăm người vạn người mỗi người một kiểu, không ai giống ai cả. Cho nên á, cái những cái thông tin mình chia sẻ lên đây đôi khi nó là một cái báu vật đối với một số người, họ có thể biết được là mình có thể biết được những cái điều có sắp xảy ra đối với mình, và họ có thể chuẩn bị tinh thần để họ có thể là học thuộc những cái điều mà họ đang cần biết, hay đôi khi là họ phải nên chuẩn bị những giấy tờ gì để họ có thể đi làm giấy khi mà họ đi xuất ngoại, đi du học, hay là đi theo diện hôn phu hôn thê, hoặc là đi theo diện vợ chồng. Thì ví dụ như họ biết được thì họ rút ra kinh nghiệm, tại vì á ở trên YouTube này đôi khi á hả có nhiều thông tin nó cũng còn thiếu sót. Ví dụ như các bạn biết không, diện vợ chồng khác, diện hôn phu hôn thê khác, diện anh chị em bảo lãnh khác, anh chị em cùng cha khác mẹ khác, rồi con bảo lãnh cha mẹ, rồi mẹ bảo lãnh con, rồi hả chồng bảo lãnh con khi mà ly dị vợ rồi, nhưng mà bảo lãnh con ruột của mình nhưng mà không ở với vợ đó nữa. Nó rất là nhiều về cái khía cạnh khác nhau, cho nên những cái thông tin của mình đưa lên là những cái việc giống như là mình làm thủ tục khi mà từ bên Việt Nam như thế nào và qua đây ra sao, và hiện tại cuộc sống mình đang sống như thế nào, và mình đi chợ và mình gặp những cái điều gì, hoặc là ngày hôm nay mình đi chợ mình biết được những cái gì đó mình sẽ đem lên đây mình làm cái vlog của mình. Nó đâu có giới hạn cái gì, hay là nó đâu có phải
có một cái khuôn khổ phép tắc nào đó mà bắt các bạn phải làm theo. Ví dụ như khi các bạn lên YouTube các bạn làm, các bạn phải hiểu luật của Mỹ, các bạn phải như thế này như thế kia như thế nọ. Đôi khi những bà mẹ bỉm sữa họ sanh nhiều con quá, giờ không đi làm được, họ ở nhà họ làm vlog, họ chỉ quay vòng vòng những cái công việc là sáng hôm nay mình đưa con mình đi chợ, mình mua này mua kia cho con, rồi xong mình chở con đến công viên chơi, xong về nhà hết. Và đôi khi là chỉ vòng quanh quẩn trong gia đình là làm một mâm cơm canh, rồi hai vợ chồng ngồi ăn tám chuyện họ cũng làm vlog được vậy. Đâu có phải là làm vlog về cuộc sống Mỹ là các bạn phải hiểu về nước Mỹ các bạn mới làm được. Mà lên hỏi mình một câu mình thấy không biết trả lời làm sao luôn. Là mình không biết là mình trả lời là theo kiểu là mình không hiểu họ suy nghĩ, giống như là họ không không có suy nghĩ hay sao mà họ lại hỏi của mình câu nói đó, giống vậy đó các bạn. Ví dụ như các bạn làm cái vlog, các bạn thấy có nhiều người họ làm về vlog cuộc sống Mỹ, họ không có đi đâu chứ không có làm gì chứ, họ chỉ là nấu một mâm cơm canh hai vợ chồng ngồi ăn. Mình có biết được hai cô chú kia là vợ chồng mới làm vlog gần đây thôi, làm cứ ông xã quay cho cô vợ, cái cô đó đó cổ xào nấu cái món này, nấu làm sao vậy vậy đó, cái bắt đầu cái bài lên ăn, bắt đầu mời cả nhà ăn chung, bắt đầu ngồi tám chuyện. Cái vlog của cổ rất là đơn giản chỉ như vậy thôi các bạn, mà cổ vẫn để là cuộc sống Mỹ. Ủa đâu có ai cấm, và phải đâu phải là cái phép tắc mà khi mà mình làm cái cuộc sống Mỹ là mình phải nói về một nước Mỹ, hay là mình nói về cao siêu, hay nói về pháp luật của Mỹ đâu. Mình bây giờ mình cũng vậy đó, mình cũng làm vlog về cuộc sống Mỹ, là mình nói về những cái điều mà mình đi ra ngoài đường mình học được, mình cảm thấy hay thì mình đem lên đây mình làm vlog, chỉ vậy thôi. Đó là câu câu trả lời cho tất cả những cái anh nào mà vô comment nói mà hả mới qua mấy năm biết cứ gì về cuộc sống Mỹ mà làm, mà bây giờ mình làm ở trên cuộc sống Mỹ của mình á, thì mình nói về cái cảm nhận của cái người Việt xa nhà cũng được vậy, có ai cấm mình đâu đúng không. Nhưng mà bây giờ mình đang sống trên một cái đất nước Mỹ thì mình để là cuộc sống Mỹ thôi, chứ giờ không lẽ mình để cuộc sống Oklahoma hay là Canada, Philippines, không lẽ để vậy, hay là cuộc cuộc sống cô gái ở ở ở Mỹ mà sinh đẻ tại Việt Nam, không lẽ nói vậy. Nó cứ kỳ thôi, có nhiều người họ bắt bẻ những cái tình tiết nó rất là vô lý mà có lẽ là họ suy nghĩ chưa tới, và họ hỏi những cái câu nói đó, và mình nghĩ là những câu nói đó hơn chỉ dành cho những cái đứa trẻ mà khoảng mười mấy tuổi, 11, 12 tuổi mà mới phát triển, mà nó đang tìm hiểu về cái cuộc sống ở ngoài đời thực như thế nào đó, thì nó sẽ hỏi vào những cái câu hỏi đó. Và mình nghĩ là những cái anh lớn tuổi đó, mà hỏi câu nói đó đó, mà nói mình câu nói đó thì chắc cái não cũng chỉ bị lớn đó thôi, nó cũng không có phát triển hơn nữa. Mình không có chỉ trích ai hết, mà mình chỉ nói phông lông ai có lòng chúng thôi. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video, và cảm ơn tất cả cô chú, anh chị, các bạn và những người đang yêu mến kênh của mình. Thì hãy nhớ thả cho mình một like và comment bên dưới nêu cảm nghĩ của mình về cái video này nha. Nhớ chia sẻ và cùng mọi người xem video để có thêm cái sự hiểu biết về các cô gái Việt Nam sống ở bên đất nước Mỹ như thế nào. Và đừng quên subscribe kênh của mình, cũng như là bấm một cái chuông kế bên cái chữ Kim Minh Washington DC á, để nhận được thông báo mỗi khi mình livestream hay bất cứ video nào mình up lên là bạn sẽ là người đầu tiên xem video đó. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video, và bye bye, hẹn gặp lại vào những video sau.